Người dân thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một thời gian dài chưa từng có với nhiều cấp độ giãn cách khác nhau. Việc tháo dỡ rào chắn trên nhiều tuyến đường, bình thường trong việc đi lại cũng phần nào rút bỏ được tâm lý lo sợ, bí bách của người dân, đồng thời báo hiệu cho một thời khắc lịch sử. Thì mừng trong lòng vui, mừng thì bớt bệnh rồi thì người ta mới xả ra thì cũng đỡ, là khỏe rồi. Giãn cách là rất đúng, tại vì là như vậy thì nó mới bớt bệnh được. Chứ còn nếu mà buôn bán ngoài thì không bao giờ hết được. Thì bây giờ chẳng giờ bớt rồi thì người ta cho mình ra thôi, đỡ khổ. Sau thời gian thực hiện theo chỉ thị, người dân không được phép ra đường. Chính vì thế, người dân háo hức mong chờ ngắm lại đường phố, ăn lại những món ngon sau quãng thời gian dài chỉ thấy qua mạng xã hội. Người mà mình muốn gặp nhất sau khi mà hết giãn cách đó chính là mẹ. Và sau khi hết giãn cách thì mình sẽ về quê và gặp mẹ. Hai việc em muốn làm đầu tiên đó là em sẽ đi du lịch ở một nơi nào đó thật gần Sài Gòn trong vòng khoảng một ngày đổ về. Khi trải qua một kỳ nghỉ dài bởi dịch bệnh, mong ước cho một trạng thái bình thường mới với bao điều tốt đẹp, mong mỏi có một cuộc sống bình thường là nỗi lòng lớn nhất của mỗi người dân thành phố. Dù chỉ mới là mở cửa từng bước, song kỳ vọng cánh cửa thành phố sẽ được mở toang và bền vững của người dân là điều dễ hiểu. Bởi lẽ hơn 4 tháng qua, dù khó khăn thì người dân vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ an sinh xã hội đến sức khỏe tinh thần của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều người, ngày hôm nay được xem là thời khắc lịch sử khi thành phố sẽ chuyển mình từ trạng thái ngủ đông đến với mùa xuân đầy hy vọng. Dẫu còn lắm những khó khăn cho hành trình chống lại dịch Covid-19, tuy nhiên mỗi người dân sẽ là những người chiến sĩ khoác lên mình trách nhiệm với chính mình và trách nhiệm với cộng đồng.